Giận người, mẹ phát hiện hai hồn ma lởn vởn quanh cũi của con. Cô Jayes đã đăng tải video lên Facebook nói rằng cô không tin vào ma quỷ cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng này 5 phút trước đó. Theo Mirror, đêm hôm đó, Jay đặt camera để giám sát con gái mình, Ruby, đang nằm trong cũi. Jay miêu tả Ruby là đứa trẻ đang ngủ ở phía trong, bên trái là chiếc cũi, nhưng lại xuất hiện thêm những nhân vật bí ẩn cạnh con gái của cô. Jay khẳng định rằng cửa của căn phòng bé Ruby nằm đã được đóng kín và chắc chắn là không có ai khác ở đó. Vì vậy, sự xuất hiện của những vị khách màu trắng nhạt lờ mờ ngồi trong giường con gái cô không phải là một người nào đó đi vào phòng cô bé. Jayes miêu tả, những gì tôi thấy qua camera là một đứa bé lớn tuổi hơn Ruby, cô bé đó có thể ngồi và đứng dậy và còn có một người lớn đang lởn vởn bên cạnh. Tôi còn có thể thấy tai, mắt và cánh tay của hai người đó. Cô nói thêm, Ruby được nằm rất thoải mái nhưng cô bé cứ thức hàng tiếng đồng hồ vào ban đêm. Cô cho rằng có thể do con ma đó muốn chơi với Ruby. Cô chia sẻ, tôi không nghĩ những hồn ma này xấu xa vì hồn ma đó có vẻ niềm nở. Theo lời Jade, cô đã xem video suốt 20 phút trước khi vào phòng kiểm tra con gái. Cô nghĩ cô đã làm hai hồn ma bất ngờ khi bị cô chen ngang mà biến mất vì khi cô quay lại để xem camera giám sát thì không thấy họ nữa. Jayes nói rằng cô đăng tải đoạn video lên mạng để mọi người tự xem chứ không muốn mọi người nói cô là kẻ ba hoa. Sau khi video được đăng tải, một người có tên là Donald Cass đã bình luận, thật ma quái, nếu tôi là cô thì tôi không thể ngủ ngon được đâu. Một người khác tên là Elisa Jader-Kerr cũng cho biết cô có thể nhìn thấy hai khuôn mặt trong video, một người đàn bà lớn tuổi với một đứa bé bên cạnh chiếc cũi. Trong khi hầu hết ai cũng tỏ ra lo sợ thì một người có tên là Kak Higgins thấy điều này thật tuyệt và bình luận. Đừng sợ, nếu họ khiến bạn lo sợ và không ngủ được, hãy bảo hai người đó đi đi. Dù tính xác thực của đoạn video chưa được kiểm chứng, nhưng nó làm cho nhiều người có vẻ hốt hoảng và lo sợ khi để con cái của họ ở một mình trong phòng.